Và ngay sau đây, An xin được phép mời cô Trương Tịnh Tâm và anh Thế Long phiên dịch viên sẽ quay trở lại cùng với chúng ta. Một tràng pháo like, một tràng pháo tim dành tặng cho cô Tâm và anh Long đi các anh chị ơi. Cảm ơn tất cả các anh chị. Không thấy tất cả các bạn cho tôi một tràng pháo tay nào cả. Chúng ta cùng nhau vào có ta được không ạ? Chúng ta tập trung tinh thần lại cho chính mình nào. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm tự thổ lộ chính mình. Chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu. Tiết học đầu tiên của chúng ta học cái gì đây ạ? Vì chúng ta tâm tư trò chuyện của chính mình, trò chuyện về chuyện riêng tư, tình cảm của chính mình, về gia đình của chúng ta, về một số tình yêu của chúng ta. Rất là tự nhiên chúng ta thổ lộ với bạn bè rồi thì bạn bè cũng sẽ thổ lộ lại. Họ cũng sẽ trò chuyện của mình. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm đó một số những chuyện thầm kín của chính mình. Thì chúng ta tốc độ nhanh chóng từ phương diện B, từ C sang B. Tôi sẽ chiếu lại PPT cho tất cả các anh chị xem. Tiếp theo, tôi cũng muốn cho tất cả chị luyện tập về tự thổ lộ chính mình. Lúc trước, tức là ít có cơ hội có thể là tự thổ lộ về chính mình. Chúng ta có thể là gì? Thường xuyên hay làm gì? Tôi sẽ với bạn bè, người thân, một người, hai người, ba người trò chuyện về tình cảm phương diện của chính mình. Nhưng chúng ta lâu lắm rồi không có cơ hội một số luyện tập cùng với một số những người chưa quen biết để có thể mình nói về thổ lộ tình cảm của chính mình. Cho nên thông qua luyện tập, và tôi cũng đã từng nói, nếu như chúng ta chia sẻ một số những cái vui ngoài, hứng thú về công việc, họ sẽ phản hồi về công việc, phản hồi về hứng thú. Nếu như chúng ta tự thổ lộ về tình cảm, thì chắc chắn họ sẽ phản hồi lại cho chúng ta, không sẽ nói về công việc hứng thú, họ sẽ phản hồi cho chúng ta tình cảm. Cho nên chúng ta hy vọng, thông qua một chút, chúng ta cùng nhau luyện tập. Luyện tập cái gì đây ạ? Luyện tập một số những phương diện về tình cảm, một số những tính cách, một số những cái biểu diễn đạt về tình cảm. Tôi chuẩn bị một số những cái chủ đề. Tất cả những cái chủ đề này thông qua sự thiết kế của tâm lý học. Tất cả những nội dung này thì chúng ta sẽ phát hiện ra thì mình có sự liên kết cùng với cái người khách hàng. Thì mình sẽ dễ dàng hiểu được hơn đối phương của chúng ta. Thì mình sẽ dễ dàng hơn, quen thuộc hơn. Và chủ đề này và có một vài điểm như sau. Giả sử câu 1 ha. Giả sử có thể chọn bất kỳ người nào trên thế giới này, bạn hy vọng người ai cùng đi ăn bữa tối với bạn nè. Nguyên nhân tại sao? Chủ đề thứ hai, đối với bạn mà nói, thế nào thì gọi là một ngày tốt đẹp nhất? Mỗi một ngày tốt đẹp nhất của chính mình, định nghĩa của mỗi người khác nhau hoàn toàn. Giả sử sáng mai sau khi bạn thức dậy có thể đạt được một năng lực và một đặc tính đặc biệt nào đó, bạn hy vọng nhất sẽ làm gì đây? Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì? Tất cả những cái này bình thường mình sẽ không nói. Nhưng tôi mời tất cả các anh chị, cho tất cả chị thời gian là 15 phút. Chúng ta cùng nhau luyện tập. Tiếp theo, có những việc gì mà trong giấc mơ muốn làm nè, mà nguyên nhân gì mà vẫn chưa làm nè? Việc gì trong cuộc đời mà bạn cảm ơn nhất? Tất cả những chủ đề này thì chúng ta sẽ xen nhập vào, chúng ta sẽ gì, nhập tâm vào. Thí dụ thì tôi chọn câu 1 đi. Giả sử có thể chọn bất kỳ người nào trên thế giới này, bạn hy vọng mời ăn cùng ăn tối với tôi nè. Tôi sẽ chọn ai ạ? Tôi sẽ chọn vào người mẹ của tôi, bởi vì mẹ tôi năm ngoái cũng đã lên thiên đàng rồi. Mẹ tôi rất là vất vả khi sinh được 10 đứa con. Tôi là đứa con thứ 9 của mẹ tôi. Tôi rất là hy vọng mẹ tôi ở một cái thế giới bên kia sẽ có một cuộc sống không cần vất vả như hiện tại. Tôi hy vọng mẹ tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không biết là hiện tại mẹ tôi ở thế giới bên kia tốt hay không. Nếu như có ông trời cho tôi cơ hội, có thể tôi chọn lựa được, tôi sẽ cùng ăn cơm với ai? Tôi cùng với ăn cơm với người mẹ một bữa cơm to. Đó là một cái câu chuyện thực tế của chính tôi. Tôi thực sự muốn ăn cơm với ai?
Nếu như thực sự có được lựa chọn, tôi sẽ ăn tối cùng với mẹ tôi. Nếu như tôi sẽ thường xuyên hồi ức lại, tôi ăn cơm tối với mẹ tôi, ăn cơm trưa đó, ăn sáng đó, tâm trạng đó như thế nào? Vì chúng ta rất là hồi nhớ lại cảnh tượng của mình với người mẹ. Lúc đó, nếu như bạn hỏi tôi sẽ trả lời như vậy. Mỗi người chúng ta đều có một đáp án khác nhau. Tôi cũng sẽ mời tất cả các anh chị cùng nhau chia sẻ một chút, đó là cái 6 chủ đề này. Và chúng ta sẽ làm thế nào đây? Một lát chúng ta sẽ vào một cái phòng bích ro. Thì trong phòng của chúng ta không biết sẽ có đồng đội tập thể, đều là cái đơn vị cùng một hệ thống của chúng ta. Thì bước vào trong một cái phòng, trong cái 6 chủ đề này, thì tức là một nhóm sẽ có 2 người, không phải là 8 người hay không phải 10 người nha, là 2 người một nhóm. Khi chúng ta bước vào trong cái phòng thì sẽ trong một người nhóm trưởng của trong phòng Big Room đó mời giúp tôi phân bổ 2 người làm một nhóm. Nếu như trong phòng Big Room của chúng ta, nếu như là số lẻ nha, nếu là số lẻ thì sao đây? Một người thôi. Giả sử là còn dư một số người thì phiền cái người quản lý cấp cao này đừng có phân bội, dùng quan sát đó, nghe xem đó là tự thổ lộ chính mình họ như thế nào. Tức là đủ số lượng 2 người một nhóm thì để cho 2 người một nhóm đó. Vì chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau, cùng một chung một cái gia phả hệ thống. Vì chúng ta đều có một số những cái Zalo hay gọi điện thoại. Thì chúng ta dùng phương thức là gì? Gọi là camera. Hoặc là gọi là gì? Camera. 2 người một nhóm cùng trò chuyện với nhau 6 chủ đề này. Cùng nhau trao đổi thêm, trò chuyện thêm. Không phải là một người làm hết 6 câu nha. Không phải như vậy nhé bạn. Ví dụ nói câu 1, bạn thích ăn cơm với ai nhất? Tôi nói xong rồi, tôi cùng với mẹ tôi ăn cơm tối. Khi tôi nói xong rồi, thì đổi tới người B. Người B sẽ nói muốn ăn cơm tối với ai nhất. Sau đó với chủ đề thứ hai nói xong rồi, thì đối phương sẽ nói. Câu số 3 nói xong rồi, thì tới người B. Luân phiên nhau, cùng một chủ đề là A nói xong, B nói tiếp. Thì chúng ta mới bước câu hỏi thứ 3. Chứ không phải một người mà nói từ câu 1 đến câu 6, không phải nha bạn. Và đồng thời chúng ta có một câu là gì? Đẩy cái cũ ra. Chúng ta đều biết trái đất là hình tròn. Tôi đều tin là gì? Tất cả những chúng ta đưa ra thì sẽ khuê một tròn, sẽ đưa lại cho mình. Mình đưa ra một cái thiện ý thì chúng ta sẽ nhận được về đó là thiện ý. Mình đưa cái thật tâm thì chúng ta sẽ nhận được đó là thật lòng. Tôi mời tất cả các anh chị, 2 người là một nhóm, thì chúng ta thể hiện thổ lộ của sự chân thật, tận tâm nhất, thật lòng nhất. Và tôi sẽ nhờ bên MC giúp tôi sẽ chia bed room, cũng như là một nhóm là 2 người trong một phòng ha. Tiếp một phòng bao nhiêu người mình chia ra một nhóm là 2 người. Thời gian tiếp theo nhường lại cho MC. Dạ vâng. Thời gian còn lại. Cảm ơn cô Trương Tịnh Tâm và anh Thế Long. An xin phép được hướng dẫn lại một lần nữa các anh chị nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu chia breakout room, chúng ta chia phòng nha các anh chị. Và cái phòng của chúng ta thì cũng sẽ là những phòng mà chúng ta đã chia trong 3 ngày trước. Nhưng vấn đề ở chỗ là khi vào trong phòng rồi, các anh chị AD và ATD sẽ phụ trách việc là phân chia từng cặp để anh chị chúng ta tương tác từ thổ lộ chính mình và khơi dậy từ thổ lộ. Và các anh chị chúng ta nhớ cô lưu ý không ạ? Chúng ta không phải là một người nhắn liên tục 2-3 tin nhắn, mà mỗi người sẽ là một lần lượt một tin nhắn với nhau nha các anh chị nhá. Người nói rồi người kia phản hồi, rồi bây giờ nó lặp lại như vậy nha tất cả các anh chị chúng ta lưu ý ở chỗ này ha. Và thời gian chúng ta có là 15 phút để mà chúng ta thực hiện phần này nha các anh chị. An sẽ chia sẻ lại một lần nữa về cái cách làm ở thảo luận nhóm ở đây. 2 người một nhóm trong phòng của chúng ta. Và nếu như có lẽ ra thì nhờ anh AD và ATD có thể hỗ trợ để phân chia sao cho hợp lý ha. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cố gắng áp dụng cái phương pháp mà cô Trương Tịnh Tâm vừa chia sẻ để chúng ta có được cái bài tập và luyện tập này hiệu quả nhất cho tất cả các anh chị. Và ngay bây giờ, ban tổ chức sẽ tiến hành chia phòng và các anh chị chúng ta sẽ có 15 phút để tiến hành thực hành. Xin mời tất cả các anh chị
Và rất mong các anh chị AD và ATD có thể hỗ trợ kịp thời và sát sao để giúp cho các anh chị học viên của chúng ta thực hành đúng theo mong muốn từ phía cô Trương Tịnh Tâm. Xin mời tất cả các anh chị ạ. Vâng, xin được chào mừng các anh chị chúng ta quay trở lại khán phòng chính của chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã đi qua 10 phút để chúng ta cùng chia sẻ những điều mà mình tâm đắc nhất trong cái quá trình chúng ta tự thổ lộ chính mình và khơi dậy tự thổ lộ cho khách hàng của mình, để từ đó chúng ta dẫn dắt khách hàng từ hạng C sang phân hạng B như chúng ta mong muốn các anh chị ha. Và ngay bây giờ đây, anh xin được phép mời cô Trương Tịnh Tâm và anh phiên dịch viên Thế Long sẽ quay lại khán phòng của chúng ta để tiếp tục chia sẻ cho chúng ta những nội dung sau khi mà chúng ta thảo luận xong nội dung vừa rồi các anh chị nhé. Xin mời cô Tịnh Tâm và anh Thế Long ạ. Không biết là tất cả các anh chị của chúng ta chia sẻ cùng một số những tâm đắc, có thể chia sẻ dùng tôi một chút hay không? Nếu như được, tức là hoan nghênh ở phần khung chat, có thể gõ vào phần khung chat thì một black thì Long sẽ dịch cho tất cả các anh chị. Và thông qua một số những điều này, tôi sẽ chia sẻ thêm cho tất cả chị một số những cái luyện tập, sẽ có một số những cái vấn đề mà thực tế, một số những câu nói để chia sẻ thêm cho tất cả các anh chị. Thứ nhất, chiêu hưởng, chuyện gì vậy? Tôi nói với bạn nè, tôi qua nhầm mơ thấy cùng đi ăn tối với bạn Dư à. Vì một cái diễn viên nổi tiếng tên là bạn Dư. Đúng rồi, với lại tôi còn nằm mơ thấy ăn cơm đó. Buổi sáng thì tôi lại đói, thức dậy liền. Hình như là nằm mơ thôi. Ha ha ha, có khả năng. Thế nếu như chiêu hưởng có thể tìm được một người bất kỳ quán tối, bạn muốn ăn tối cùng ai nhất vậy? Cũng như là một câu nói này, thì chúng ta sẽ thổ lộ dẫn dắt ra. Ado, buổi tối vui vẻ. Tối nay tôi nằm mơ thấy một cái người nhân vật là Vương Nhân Phụ. Là làm sao mơ anh thấy anh ta vậy? Ở trong đêm nhạc hội phải không? Tôi mơ thấy cùng ăn cơm với nó. Vì trong thời cấp 3 tôi rất là mê ca sĩ này. Tôi nằm mơ thấy ca sĩ này. Thế thì nếu như giả sử có thể chọn bất kỳ người nào trên thế giới này, Ado hy vọng mời ai cùng ăn tối này, thì tối này chúng ta sẽ mời ai ăn cơm? Đó là một lần nữa mình chúng ta để ý nhất. Bất kỳ người nào cũng được cả. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi muốn tìm một người khác tên là Châu Kiệt Luân. Muốn biết tại sao vậy? Bởi vì anh ta rất là tài hoa và tôi rất là tâm đắc muốn là nghe được cái đêm nhạc hội của anh ấy. Và khi nào là bạn thích Tô Kiệt Luân vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài khoảng cách. Và tiếp tục của tương tự như vậy. Nếu như khi chúng ta muốn đi hỏi sáng ngày mai bạn có một cái năng lực và đặc thù đặc biệt đó, thì bạn hy vọng sẽ làm gì nhất? Chính tôi hy vọng là gì? Có thể năng lực tài chính. Như vậy tôi có thể dễ dành là gì? Tiền, dẫn cả nhà đi cùng đi chơi. Tôi chia sẻ cái tình cảm của tôi. Tôi hy vọng tôi có năng lực ăn mãi sẽ không bao giờ béo được. Nếu như có năng lực này thì khá là tốt, thì mình sẽ không cần giảm cân nữa. Thực tế là thể dục rất là khó. Hay là ngày hôm sau chúng ta cùng với bạn cùng nhau thể dục. Đấy là làm sao? Khi chúng ta có một số những cái sự chọn lựa đặc thù, thì chúng ta sẽ làm những năng lực gì? Và chúng ta xem. Đây là một bộ phim nổi tiếng. Nói về cái gì đây? Nếu như là trong thời gian này, để cho cuộc sống của chúng ta sẽ vui và sống tự tại nhất. Sau khi chúng ta gửi xong, thì tôi đều biết. Tôi rất là cảm động. Tôi cũng muốn làm cái gì? Cảm ơn bạn. Bạn là bạn tốt của tôi. Và quen biết bạn thật là tốt. Rất vui được quen biết bạn. Thường mang đến cho tôi nhiều niềm vui và rất là cảm động. Đối với người đối phương là gì? Nói chung là bạn rất là tốt với tôi. Bây giờ có niềm vui đó, cảm động đó, đầu tiên chính là nghĩ đến bạn. Sau khi nói xong rồi, thì chúng ta sẽ lại vui. Sau khi khách hàng ấy cũng lúc đầu vui. Và đối phương sẽ nói, bạn uống bao nhiêu rồi? Tôi vài gì nhất thời có tâm trạng vui như vậy? Vì có rất là vui và hài lòng. Thì đối phương sẽ nói, nếu như có thể có một người bạn tốt, thì một điều rất là khó, cho nên chúng ta phải trân trọng lẫn nhau. Và người khách hàng này, đối tượng này,
là khách hàng giới thiệu cho một người bạn. Nội dung này trong quá trình là gặp mặt sau 2 lần thì mới có tiếp chuyện. Vì là bạn giới thiệu bạn, này cho, tức là 3 người này mới quen biết nhau. Tức là thông qua 2 lần gặp mặt, trò chuyện trực tiếp ăn cơm với nhau, thì chúng ta mới một số những cái nội dung này tiếp chuyện, thì chúng ta có phát hiện kết giao với bạn tốt thật vô cùng hiếm có. Điều này đại diện gì đây ạ? Nói chung là gì? Vì đối phương xem mình là một người bạn tốt. Tôi chia sẻ cho tất cả chị, cảm nhận của chúng ta chia sẻ cho người đối phương, tất cả những cái tình cảm phương diện của chúng ta cho người bạn bè, thì chúng ta là một cách dễ dàng kéo gần khoảng cách. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem quá trình từ C đến D. Thứ nhất, trước tiên nói về chuyện thầm kín trong lòng, dẫn ra chuyện trong lòng ra. Thì chúng ta để cho người khác. Thứ nhất, tự thổ lộ chính mình, kích hoạt phản hồi, lắng nghe ủng hộ, trả lời thời cơ thích hợp, đồng cảm đối phương, không tranh luận đúng sai. Đây là 6 bước này chúng ta phải luôn luôn nhớ. Rất là đơn giản, đầu tiên nói chính mình, để cho đối phương cũng sẽ thổ lộ ra. Sau khi nói xong là chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ trả lời, sẽ hy vọng nói càng nhiều hơn. Chúng ta quan trọng đồng cảm, đừng bao giờ tranh luận đúng sai của người đối phương. Tiếp theo, chuẩn bị cho một cái trường hợp cho tất cả các anh chị xem. Làm sao giúp cho chúng ta quá trình này, từ C đến B này, phương pháp này, khi chúng ta thử thổ lộ chính mình, kích hoạt phản hồi rồi, thì tôi sẽ đưa ra một cái bài mẫu để cho các anh chị tham khảo. Chúng ta xem. Gần đây đã bước vào mối quan hệ hạng 3, quản lý đã đổi thành trao đổi trực tuyến, thường xuyên họp trực tuyến đầu tàu đến 11-12 giờ, khoe như vậy, quá khóa chuông là quá chăm chỉ rồi. Thì mỗi tháng thì tôi có thể là gì nhiều tiền cho bố mẹ của tôi. Ây, bạn rất là hiếu thảo. Nói chung là rất là người trẻ, bây giờ rất là ít đưa tiền cho bố mẹ. Vì bố mẹ tôi nuôi dưỡng tôi lớn lên như vậy, và tôi rất yêu thương mẹ của tôi, rất là dễ. Rất không dễ dàng, đúng rồi. Khi tôi, vì bố mẹ tôi ly hôn còn nhỏ, mẹ tôi tự mình nuôi tôi lớn lên, ba tôi sau này lại vừa kết hôn rồi sinh con. Bất luận hiện tại hay là sau này kết hôn, tôi chắc chắn phải ưu tiên cho mẹ của tôi trước. Sau đó gửi cái hình thì nói về chính mình. Mặc dù tôi không phải là đơn thân, nhưng từ nhỏ ba mẹ tôi cãi nhau không ngừng, ba tôi rất là quá đáng với mẹ tôi đó. Nói thế nào đây? Thì mình sẽ khơi dậy cho người đối phương. Ba tôi rất là gì? Rất là thích là khởi nghiệp làm ông chủ, nhưng không có số làm chủ, nên ở nhà thường không có đủ tiền. Chi phí trong nhà đều là do mẹ tôi gánh hết. Sau khi nói xong rồi, lúc đó làm sao bây giờ đây? Tôi với em gái tôi thì học cấp 3 đã bắt đầu đi làm công việc, không làm không được. Không làm thì sợ là mẹ tôi thì không đủ tiền đóng học phí. Và chung là sợ mẹ tôi rất là mệt mỏi. Cho nên là gì? Làm ban ngày rồi buổi tối về nhà còn làm một số những việc làm thêm nữa, rất là mệt. Mình sẽ nói, từ thời lúc cấp 3 tôi đi làm việc, đừng để cho bố mẹ tôi lo lắng. Hơn là tất cả những việc này tôi đã từng trải qua rồi. Rất nhiều lần ba tôi mượn tiền người khác, bởi vì đầu tư thất bại, sau đó lại lấy tiền mẹ tôi để trả cho người khác. Cũng không quan tâm mẹ tôi có tiền hay không, ngày nào cũng cãi cọ. Lúc đó bạn mấy tuổi vậy? Tôi còn nhớ hình như là lớp 11. Giờ tôi rất là còn giận ba. Thật may mắn chúng ta đã thuận lợi tốt nghiệp đại học, có thể đi làm kiếm tiền hiếu thảo cho bố mẹ của tôi rồi. Và đồng thời lúc sau này là gì? Là bố tôi cũng sẽ không còn là đầu tư nữa. Cảm thấy là gì? Người bạn rất là hạnh phúc. Tôi rất là vui mừng cho mẹ của tôi. Phải đó. Chúng ta đều có hình yêu vĩ đại của người mẹ. Tất cả những lưu trình này chúng ta hồi phục lại. Chúng ta cùng nhau ôn tập lại một chút. Thứ nhất, tự thổ lộ chính mình. Khi đối phương trả lời rồi, chúng ta ủng hộ, trả lời một cách thích hợp, đồng cảm đối phương. Sau đó đừng bao giờ tranh luận đúng hay sao. Trong quá trình là khách hàng sẽ nói gì đó, một số điều không vui mình cũng sẽ không được tranh luận. Chúng ta xem. Tức là mỗi một tháng tôi đều phải đưa tiền cho mẹ tôi. Đây là điều thử lộ khơi dậy tò mò. Nói chung là người bạn trẻ ở Đài Loan rất là ít đưa tiền cho người mẹ và người bố trong gia đình. Tôi sẽ nói, bởi vì là vì mẹ tôi nuôi tôi từ nhỏ không có dễ dàng như vậy.
sau khi mình nói xong rồi thì mình sẽ đối phương họ cũng sẽ nói về gia đình của họ. Sau khi nói xong rồi, mình hỏi một câu gì? Nói thế nào đây? Nói thế nào? Không phải là câu đóng nha, mà câu mở. Đừng phải là hỏi, phải không? Đúng không? Hình như vậy bố bạn đó quá đáng, là nó sẽ hết đúng rồi. Thì lúc đó nói thế nào đây để giúp cho chúng ta mở rộng thêm, tiếp lời thêm. Đối phương sẽ nói tiếp tục duy trì, thì chúng ta lắng nghe, ủng hộ, trả lời kịp thời. Đối phương nói ba lúc là quá đáng, thì chúng ta chỉ trả lời là gì? Đồng cảm đối phương thôi, hy vọng hướng tích cực trò chuyện, cũng hơn là tất cả những việc đó mình cũng đã từng trải qua rồi, mình sẽ không nhắc tới gì bố của họ quá đáng thế nào nữa. Tiếp theo, tình hình không tốt, khi chúng ta hỏi một cách theo kiểu giãn mở. Với lại, bố mẹ sau này bố mẹ tốt thì chúng ta sẽ trả lời tiếp. Và tôi rất là mừng cho mẹ của tôi. Tôi rất là mừng cho mẹ của tôi. Và cũng vừa lúc như vậy thì mình sẽ nói, chúng ta đều là yêu bố mẹ của mình. Đó là đồng cảm với người đối phương, kéo gần khoảng cách lại. Tự thổ lộ với chính mình. Và chúng ta phải lưu ý giùm tôi lại, bắt đầu từ chính mình. Tôi cũng nói với tất cả các chị, sau khi chúng ta tự thổ lộ cho chính mình rồi, nếu như mà người đối phương không có tự thổ lộ lại họ cũng không sao. Tại sao như vậy? Có thể là gì? Chưa chuẩn bị được cái tự thổ lộ chính mình của họ. Không biết là các bạn có cần nhớ hay không, có kinh nghiệm này hay không? Khi chúng ta nghe đến bí mật của người ta xong, khi chúng ta nghe chuyện riêng tư của người khác, thì đột nhiên thì như mình với họ sẽ quen hơn. Có cảm giác, có kinh nghiệm đó không các bạn? Cho nên khi đối phương nghe cái sự chuyện riêng tư của mình, tình cảm phương diện của chính mình, nội dung của chính chúng ta, thật sự họ cảm thấy giữa họ với mình sẽ cảm thấy quen thân thuộc hơn. Nếu như là gì có thể thấy quen thuộc rồi, giúp cho chúng ta kéo được mối quan hệ không? Cho nên chúng ta biết cách tận dụng tự thổ lộ chính mình. Tiếp theo, vận hành định liên trong đội nhóm. Chúng ta thường hay nhắc nhở tất cả chị, định liên đó là tín niệm của tư vấn viên. Định liên có thành công, rất là nhiều người thành công. Có những người bạn có chứ, tại vì họ không có tiếp tục kiên trì đến cùng, không có duy trì. Tư duy về sự nghiệp bảo hiểm nhân thọ, khi chúng ta KAS, đó là KASH, đó là thói quen. Vì chúng ta là gì? Không có lương cố định. Vì chúng ta là tư vấn viên, không phải giống như là một người nhân viên hưởng lương cố định. Thì chúng ta phải có một cái thói quen tốt. Chúng ta phải có quản lý thói quen quản lý. Khi chúng ta có những cái thói quen tốt rồi, thì chúng ta thói quen bị người khác quản lý. Vì chúng ta có khái niệm về định liên, vì trước giờ chưa từng làm qua, nhưng bây giờ chúng ta làm qua, đôi lúc chúng ta sẽ không bồi dưỡng đào tạo được. Tôi bị thói quen người ta quản lý về mình, chúng ta cùng nhau làm việc. Tôi bị người ta quản lý rồi, thì chúng ta sẽ dưỡng thành thói quen đầm định liên. Khi một số hàng ngàn nhóm xã hội tự mình xây dựng, khi chúng ta gì? Đó là gì? Nhóm hàng tự mình xây dựng ha. Tức là bản thân, thông thường khi chưa dưỡng thành về thói quen định liên, thì chúng ta dựa vào đồng đội cùng nhau quản lý. Cho nên, và trong cái nhóm xã hội này, tôn chỉ là gì? Thông qua đội ngũ bồi dưỡng thói quen tốt định liên, khi bạn sẽ có nhiều người chủ động hỏi về bảo hiểm, đạt được cái mục tiêu thu nhập của chính mình. Vì chúng ta có thu nhập tốt thì chúng ta làm bảo hiểm này mới có làm lâu dài được. Yếu tố then chốt của chúng ta gì? Chúng ta hy vọng tháng nào cũng có người chủ động hỏi bảo hiểm, thì mỗi ngày chúng ta đều phải đặt định liên. Tháng nào cũng có đạt được mục tiêu thu nhập của chính mình, thì mỗi tuần phỏng vấn được 10 người. Hồi xưa là gì? Một ngày là 3 lần, thì chúng ta một tuần có 15 lần. Định liên của chúng ta
tất cả những gì mối quan hệ của chúng ta với Thập Địa Hành tốt rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng hẹn họ ra ngoài. Khi hẹn họ ra bên ngoài rồi, khi chúng ta trò chuyện với guest của mình thì sẽ dễ dàng hơn. Cho nên khi chúng ta mỗi tuần thì là 10 lần. Và đồng thời khi chúng ta sử dụng định liên đó là 6-8 thì chúng ta xây dựng mối quan hệ kinh doanh. Thời xưa chúng ta không có kinh doanh trực tuyến thì một ngày là 3 lần. Đó là phương pháp kinh doanh mối quan hệ của mình. Nhưng bây giờ của chúng ta mối quan hệ kinh doanh biến thành những thay gì đó là một số những cái định liên, không phải là một lần, có thể một ngày làm 6 lần, 8 lần. Nên tiết kiệm được rất là nhiều phương diện là gì? Nhập mặt trực tiếp. Khi chúng ta muốn gặp mặt trực tiếp khách hàng B của chúng ta thì số lượng B của chúng ta phải đủ. Việc số lượng khách hàng B, phân hàng B thì chúng ta mới hẹn họ ra bên ngoài được. Nếu như số lượng B của chúng ta không đủ thì chúng ta rất là khó hẹn họ ra bên ngoài để cùng nhau trao đổi trò chuyện trực tiếp với nhau. Cho nên chúng ta cũng phải tác động luyện tập. Phương pháp đó là tự thổ lộ về chính mình. Khi chúng ta bằng lòng tự thổ lộ chính mình rồi thì đối phương sẽ bằng lòng cùng với chúng ta cùng nhau xây dựng tốt mối quan hệ thân mật tốt rồi thì lúc đó mình sẽ dễ dàng hẹn họ ra bên ngoài hơn. Và chúng ta đều hy vọng là gì? Mình có một cái thu nhập tốt nhất. Chúng ta đã có FIA thì chúng ta phải bản đề xuất ra là gì? Thì chúng ta phải hẹn. Khi chúng ta hẹn cuộc hẹn rồi thì chúng ta phải có nguồn khách hàng tiềm năng. Đó là khách hàng B của chúng ta phải đủ. Khi chúng ta tới khách hàng B rồi thì chúng ta mới bước vào lưu trình về cái vận hành làm việc của chúng ta. Tất cả những khách hàng mà chúng ta quen biết rồi, mình đã tận dụng hết rồi. Cho nên chúng ta phải ngoan ngoãn, phải chăm chỉ nhận lại. Mỗi ngày ít nhất phải kinh doanh D. Từ D phân hạng xuống C, từ C phân hạng xuống B. Từ B rồi chúng ta mới dễ dàng mời họ ra bên ngoài, gặp mặt trực tiếp với nhau. Thì chúng ta mới chốt được hợp đồng thì chúng ta mới có nguồn thu nhập tốt cho chính mình hơn. Nếu như khách hàng của chúng ta, khách hàng có vội giúp cho chúng ta giới thiệu hay không? Hồi xưa là có. Khi chúng ta nói, nhìn thấy người ta là kêu người ta mua bảo hiểm, khi nhìn thấy người ta kêu người ta giới thiệu cho mình. Tất cả những phương pháp đó không tác dụng nhưng không sao. Mối quan hệ chưa thân thuộc, nhờ người ta giới thiệu cho mình 10 người thì hết 9 người không giới thiệu cho mình. Lòng nhận lại của chúng ta một lần xong quá trình từ chối đó thì bị tổn thương trong lòng của chính mình. Cho nên nhắc nhở cho tất cả các anh chị, đừng bao giờ dùng cái tư duy của quá khứ để làm việc nữa. Đừng bao giờ chúng ta gặp ai chúng ta mở miệng. Chúng ta phải có mối quan hệ rồi, có thân thuộc rồi, thì có nhu cầu rồi thì mình mới mở miệng ra nói. Nếu như là bên đối phương với chúng ta tốt rồi, đối phương mình có quan hệ tốt rồi, không cần chúng ta hỏi, thì họ cũng sẽ chủ động hỏi cho chúng ta. Họ cũng sẽ chủ động giúp chúng ta giới thiệu khi họ thích mình rồi. Và chúng ta, và tự xây dựng quy định của đội nhóm là sao ạ? Tại vì sao? Mỗi một lần trong nhóm của chúng ta, hôm nay chúng ta làm định lên được bao nhiêu người, bao nhiêu là hỏi tiếp xúc, và tiếp xúc được bao nhiêu người và mức độ của chúng ta như thế nào thì chúng ta đều đăng lên trên nhóm để cho chúng tôi đều biết tiến độ làm việc của bạn trong một ngày là bao nhiêu, lượng hoạt động mỗi ngày của bạn là bao nhiêu. Và buổi học thứ hai có nói với tất cả chị, đó là kỹ năng định luyên. Không phải là khi nghe hết 4 buổi của cô Tâm xong là chúng ta làm được liền. Thông qua chúng ta phải luyện tập thực tiễn, hỗ trợ tương tác lẫn nhau, bạn hỗ trợ chia sẻ cho tôi chia sẻ cho bạn. Mỗi ngày chúng ta phải có một C, một D. Mỗi ngày gửi nhãn hình một C, một D để nhóm nhỏ báo cáo chia sẻ với nhau. Vì nếu như là gì? Quan trọng là từ D tầm sau chuyển sang C, từ C chuyển sang B. Mỗi ngày chúng ta gửi một nhãn hình là gì? Một C, một D trong nhóm của mình đã cùng nhau chia sẻ. Và lưu trình của tôi là như vậy. Ví dụ tiểu Mỹ là ngày 1 tháng sau có 6 định liên thì tôi tư vấn được 2 người. Trong tư vấn thì có một cái có nhu cầu, một người là có chốt được hợp đồng rồi. Hôm nay, trong tuần hôm nay tôi đã có tiếp xúc được 20 người định liên thì đã có tư vấn được trực tiếp được 5 người rồi. Tiến độ này tôi sẽ đưa lên trong nhóm. Và tôi sẽ ví dụ như vậy ha. Bạn người này ngày 15 tay, ngày 16 tay, ngày thứ 3 17 tay,
có bao nhiêu người tiếp xúc, bao nhiêu người và nội dung mà tiếp xúc là nói cái gì, thì tất cả nội dung đều phải gửi lên trong group của mình. Chúng ta phải chia sẻ tương tác lẫn nhau. Ví dụ như là một người đồng nghiệp của tôi, tức là đăng lên vào trong nhóm group. Ví dụ như người trong nhóm đó nhìn thấy được thì mình sẽ trả lời. Ví dụ tôi trả lời gì nè? Đối phương nói chia tay rồi, tôi thấy sẽ về, anh ta vẫn tốt không? Em xem anh ta có bằng lòng muốn nói gì không? Mục đích của định ly là chính là muốn để đối phương có thể tin tưởng chúng ta bày tỏ tâm sự. Vì vậy đối phương nói chia tay không có sự thò chuyện này một chút, thật là đáng tiếc đấy. Khi chúng ta nhìn thấy nội dung, chúng ta sẽ nhắc nhở lại cho những một bạn đồng nghiệp trong nhóm của mình. Thì bạn đồng nghiệp đó nhìn thấy này, họ học được thêm một cái phương pháp này. Ví dụ cái này, chúc mừng sinh nhật, có thể là dùng một số những cái phong phú hơn, từ ngữ sử dụng đó phong phú hơn. Có nhiều người nói gì? Chúc mừng sinh nhật thôi. Cái gì gọi là sinh nhật chúc phúc một cách đa dạng hóa hơn? Tôi chia sẻ thêm cho tất cả chị. Khi tôi chúc mừng sinh nhật cho đối phương, thì tôi sẽ sắp xếp chữ đặc thù, hoặc tôi sẽ hát một bài hát cho cái người đối phương. Và trực tuyến của chúng ta hát thế nào đây? Thì chúng ta sẽ hát một đoạn ngắn, gửi vào Zalo cho họ nghe. Tôi đích thân tôi hát cho bạn, chúc mừng sinh nhật cho bạn. Đây là một cái sự sắp xếp đặc thù để cho người đối phương tăng thêm ấn tượng trí nhớ về mình hơn. Và một số những quy định trong nhóm xã hội tự mình xây dựng. Mỗi ngày chúng ta đều phải trả lời bot này, và chúng ta gửi bản hình này. Và đồng thời chúng ta sẽ ghi chép đầy đủ trong cái bullet của mình. Tất cả những nội dung đều phải ghi chép đầy đủ. Vì tất cả trong một tuần này, định liên của chúng ta là bao nhiêu người. Nếu như giả sử trong tuần này chúng ta không đọc đầy đủ, không có ghi chép đầy đủ trong bullet, thì cái lần sau thì hệ thống sẽ không có xuất hiện cho chúng ta. Thì nếu như trong ngày, trong tuần chúng ta không có đọc đầy đủ, thì lần sau mình sẽ không có tư liệu để tiếp tục. Chúng ta sẽ xem. Nếu như mỗi một tuần chúng ta đều chăm chỉ làm định liên, tổng số lượng có được 300 người hay không? Thì chúng ta kiểm tra xem một tí xíu. Tôi sẽ đưa ví dụ này cho các anh chị xem. Ngày 7 tháng 7 là tôi có 283. Và qua tuần sau tôi có 291. Qua tuần sau có 294. Vì là có tăng thêm số lượng về làm định liên. Và ít nhất là 30. Hạng B có 60 người, hạng C tôi có 56 người, hạng D tôi có 167 người. Tôi sẽ muốn biết được là gì? Số lượng người này có sự thay đổi hay không? Biến hóa của thay đổi của nó thế nào đây? Số lượng B của chúng ta ngày càng nhiều, ít nhất phải từ trên 40 trở lên. Thì tôi sẽ biết được trong quá trình họ làm định liên, tức là phân hạng B, C, D có được tiến bộ, được nâng hạng hay không? Ví dụ D, 167, 171, 174. Hình như là sau hạng D ngày càng nhiều như vậy, là do tăng thêm lượng người mỗi một tuần. Thì thống kê cái bảng định liên này thì chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của nó ra sao. B, C, D cộng lại là 283. Ở cô là sao không có A vậy? A thì đã gửi bản đề xuất rồi, thì không cần phải làm nữa. Không cần làm một từng tuần, rất là nhanh chóng. Chúng ta gì gửi bản đề xuất rồi, chốt hợp đồng rồi. Khi gửi bản hợp đồng rồi, khi gửi bản đề xuất rồi là chúng ta phải nhanh chóng chốt hợp đồng. Đó là phân hạng theo kiểu gì? Khách hàng đã chốt hợp đồng. Sau đó khi chúng ta tới bảng A là gửi bản đề xuất, thì chúng ta sẽ không nằm trong phần định liên nữa, thì chúng ta nhanh chóng chốt hợp đồng thôi. Thì thống kê của chúng ta chỉ có 3 hạng là B, C, D. Và ghi chép cuộc phỏng vấn trong tuần đều phải có. Nội dung của chúng ta ghi chép ghi ra. Và cách đi như vậy thì có thể tham khảo thêm, ghi chép đầy đủ lại những gì mà chúng ta trò chuyện cùng với cái khách hàng hoặc là cái hợp đồng khách hàng cũng như là đối tượng của chúng ta. Và quy trình cuộc họp thứ 3 hàng tuần. Thứ nhất thì tôi sẽ thống kê báo cáo chỉ tiêu các hạng mục
của trong cái phân hạng của mình. Trong tuần đó tôi sẽ được bao nhiêu người, kiểm điểm lại trong tuần vừa rồi tôi sẽ gặp phải cái gì đó, hoặc là muốn cải tiến cái gì. Và thấy định liên khá là tốt thì tôi chia sẻ cho bạn của tôi, thành viên trong nhóm của mình. Khi vậy giúp cho chúng ta gọi là dành khoảng 30 phút tương tác lẫn nhau, trả lời lẫn nhau. Mỗi một nhóm sẽ là gì? 6 người, không cần nhiều nha. Một nhóm nhiều thì mình sẽ kéo thời gian dài. Thì một nhóm mình bình quân là khoảng 6 người. Ví dụ như 3 người được không? Nếu số lượng nhóm của các bạn cũng có 3 người thôi. 3 người thì mình sẽ không học hết được tất cả định liên. Ví dụ tôi có 6 người. Nội dung của tôi chia sẻ xong, tôi sẽ nhìn thấy được là gì? 5 người còn lại nội dung. Và người khác cũng sẽ nhìn thấy được cái nội dung của 5 người còn lại. Giúp cho gì? Nước lên thuyền lên mà. Cho nên chúng ta cùng nhau gì? Tốt nhất là một nhóm là 6 người. Nếu không chia được 6 người thì chia 5 người cũng được. Nếu như tăng thêm một người, 7 người hoặc 8 người cũng được. Nhưng tiêu chuẩn là 6 người. Và tôi sẽ trọng điểm trong tiết học của chúng ta. Định liên bắt đầu rồi thì đừng bao giờ dừng. Khi chúng ta bắt đầu, trừ khi bạn không làm nữa, nghỉ hưu rồi, không làm bảo hiểm nữa. Nếu không, bạn thường xuyên làm. Vận hành đội nhóm mới có thể giúp cho chúng ta đi lâu dài, dưỡng thành thói quen định liên, dẫn bạn lên thiên đàng của từ vựng viện. Rất là nhanh chóng, cho các anh chị nghỉ thêm 5 phút. Chúng ta sẽ có một cái tiết cuối cùng. Đó là một số những cái tổng hợp lại, cũng như là một số những điều nhắc nhở cho các anh chị trong tiết cuối cùng. Dạ vâng, cảm ơn cô Trương Tịnh Tâm đã chia sẻ rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức vô cùng thú vị liên quan tới định liên, và đặc biệt là giúp cho các anh chị chúng ta có thật nhiều kiến thức và kỹ năng để có thể chuyển phân hạng khách hàng từ C sang B một cách hiệu quả nhất và khai thác tốt nhất khách hàng của chúng ta. Và thưa tất cả các anh chị, trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta cùng nghỉ giải lao trong vòng 5 phút, và sau 5 phút các anh chị chúng ta sẽ quay trở lại để mà tới phần tổng hợp những cái nội dung quan trọng tiếp theo từ phía cô Trương Tịnh Tâm các anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin mời ạ.